phải lùi lại đằng sau các bác nhá. Tôi là B3, mã số là Olaf. Phải nói là đánh quá phê luôn các bác nhá. Ở đây là một chiếc độ phổ rất là rộng, áp lực đánh rất mạnh luôn. Bên trên các bác nhá. Em vẫn còn một vài đôi nữa xin được test và giới thiệu tới các bác của anh em. B3 Beta 3 mã Olac S15F các bác nhá. Tuyệt hay luôn. Đây các bác nhìn em đóng rất cẩn thận này. Đấy, đóng cực kỳ cẩn thận các bác nhá. Xốp sách quấn băng chít trong ngoài các bác nhá. Băng dính đầy đủ. Các bác cùng em thân mến, một đôi loa hàng chính hãng đến thương hiệu của Đức. Đôi loa này sử dụng hai tép các bác nhá. Đây để em quay cho các bác cùng em xem. Đôi loa này sử dụng hai tép, một tép ngoài là quay 100, một tép trong là quay 4.4. Tép leo, dòng tép nhập Đức các bác nhá. Đời này sử dụng dòng tép nhập khẩu từ Đức. Đây các bác nhìn này. Đây là dây của một loa tép này, đây là dây của một loa tép này, đúng không ạ? Hai tép các bác nhá. Hai tép leo đánh tiếng cất rất là sáng, độ phổ rất là rộng, dòng này thùng gỗ các bác nhá. Dòng loa hỏa tiễn các bác ạ. Đánh ngoài trời cực phê luôn. Em còn một vài đôi nữa xin được chào bán tới các bác của anh em. Giá các bác lưu ý nhá. Hiện tại em đang chào bán là 25 triệu đồng các bác nhá. 25 triệu đồng một đôi. Cực chất các bạn. B3 Olac các bác nhá. B3 Olac. Đấy. Mã là F 15F các bạn. Quá tuyệt vời các bạn. Quá tuyệt vời cho một cuộc tình đến từ đất nước Đức. Một chiếc quần này. Thật ra thấy là tiếng nó hay quá, em test ngoài trời cho các bác của anh em nghe, trải nghiệm, đánh giá đúng không ạ? Các bác có nhu cầu muốn mua những đôi loa hàng xịn sò các bác nhá, B3 Olac, hãy liên hệ cho em. Giá 25 triệu đồng trên một đôi. 25 triệu đồng hai chiếc các bác nhá. Ok chưa? Rất cảm ơn các bác. Đây hàng đóng cho các bác của anh em này. Đôi loa nào thì em đóng rất là cẩn thận các bác, đóng cực kỳ chắc chắn, xốp sách đầy đủ cho các bác của anh em. Được không nhá? Ok. Rất cảm ơn các bác cùng mọi người. Xin chào các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác cùng mọi người ở một clip tiếp theo nhá.